kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực giải quyết tố cáo. Trong đó có một số câu hỏi liên quan đến trong hoạt động xác minh tố cáo, mời người tố cáo đến làm việc nhưng vì một lý do khách quan, người tố cáo đến chậm trễ, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết tố cáo thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thứ hai, đó là trong quyết định xác minh nội dung đơn tố cáo thì ngày xác minh sẽ được tính như thế nào? Thứ ba, nhận được đơn tố cáo chuyển đến mà nội dung tố cáo của thủ trưởng cơ quan có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thì sẽ xử lý như thế nào? Với nội dung những câu hỏi này, hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với cô Phạm Hồng Lương, Phó trưởng khoa nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Xin chào cô Lương ạ. Xin chào cô Hà, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa cô Lương ạ, theo quy định tại Điều 30 của Luật Tố cáo năm 2018 về thời hạn giải quyết tố cáo nó được quy định như sau ạ. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta mời người tố cáo đến làm việc nhưng chúng ta phải mời đến lần thứ 3 rồi thì người tố cáo mới đến làm việc. Thì lúc đó thì đã hết thời gian là khoảng 14 ngày rồi vì một cái lý do khách quan nào đó, ví dụ như họ ở xa chẳng hạn. Vậy thì nếu mà tính từ thời điểm mà chúng ta có quyết định thụ lý thì cơ quan giải quyết tố cáo sẽ không có quá nhiều thời gian để tiến hành xác minh. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ xử lý như thế nào ạ? Vâng, đối với trường hợp mà khán giả hỏi thì chúng ta lại phải căn cứ vào Luật Tố cáo năm 2018. Chúng ta căn cứ vào Nghị định số 31 năm 2019, Nghị định của Chính phủ. Chúng ta có hai hướng giải quyết như sau. Hướng thứ nhất, chúng ta biết rằng là trước khi thụ lý thì chúng ta đã phải gặp gỡ người tố cáo để chúng ta xác định 4 cái điều kiện thụ lý rồi. Đủ 4 điều kiện thụ lý thì chúng ta mới ra quyết định thụ lý. Như vậy là ít nhiều thì người tố cáo cũng đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin, những cái tài liệu, những cái bằng chứng để chứng minh được rằng là có hay không có cái hành vi vi phạm pháp luật, đúng không Hà? Thế chính vì thế nên là bây giờ chúng ta đi xác minh thì mặc dù chúng ta chưa gặp gỡ lại được người tố cáo để xác minh nhưng trong tay chúng ta cũng đã có một số những cái thông tin, những tài liệu, những bằng chứng. Vậy thì chúng ta hãy đi xác minh những cái thông tin, tài liệu, bằng chứng đó. Sau đó thì gần đến 14 ngày như cô Hà đã nói đấy thì chúng ta mới gặp gỡ được người tố cáo thì chúng ta lại tiếp tục yêu cầu người tố cáo cung cấp những cái thông tin, tài liệu, bằng chứng và cần thiết thì chúng ta lại đi xác minh tiếp. Thế thì đấy là hướng thứ nhất. Hướng thứ hai là theo Điều 30 của Luật Tố cáo về thời hạn giải quyết tố cáo thì như cô Hà đã nêu đấy, đó là thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Và khoản 2 có nói là đối với vụ việc phức tạp thì chúng ta có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Tất nhiên là đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì chúng ta hạn hai lần rồi. Thế nhưng mà ở đây ý tôi muốn nói là đối với vụ việc phức tạp thì chúng ta gia hạn thêm một lần không quá 30 ngày. Thế mặt khác thì theo quy định tại Nghị định số 31 năm 2019 ấy, thì tại Điều 3 cũng quy định là thời hạn giải quyết tố cáo tại cái khoản 2 là vụ việc phức tạp mà vụ việc có một trong những cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất là tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ hai địa điểm trở lên. Thứ hai là tố cáo từ hai nội dung và phải đi xác minh từ hai cái nội dung đó. Vậy thì như cái câu hỏi mà cô Hà và khán giả vừa đặt vấn đề thì chúng ta xem xét xem là rơi vào trường hợp nào. Chúng ta có thể là gần đến 30 ngày ấy, thì chúng ta nếu mà chưa thấy xác minh xong thì chúng ta có thể là tham mưu một cái quyết định gia hạn cái thời hạn giải quyết tố cáo của Hà. Vâng, cảm ơn câu trả lời của cô Lương ạ. Thưa cô Lương, liên quan đến cách tính thời hạn thì chúng ta thấy rằng là trong quyết định xác minh nội dung đơn tố cáo ấy thì ngày xác minh ạ chúng ta sẽ tính như thế nào? Có thể là tính theo lịch hay là theo ngày làm việc hay là ngày nào chúng ta đi xác minh thì chúng ta mới tính ạ? Vâng, đúng là đối với hiện nay thì theo cái mẫu xác minh tố cáo kèm theo cái nghị định số 31 ấy thì chúng ta có 3 cái cách hiểu về cái cách tính cái ngày xác minh như sau. Như cô Hà đã nói đấy, thứ nhất là chúng ta tính theo lịch, có nghĩa là ví dụ như là lịch là 20 ngày là từ mùng 1 đến 20 hàng tháng chẳng hạn. Cách thứ hai là chúng ta tính theo ngày làm việc, có nghĩa là từ thứ hai đến thứ sáu là ngày làm việc, còn thứ bảy chủ nhật là chúng ta nghỉ ở nhà, đúng không ạ? Thế cách thứ ba thì ngày nào chúng ta xuống cơ sở, xuống đơn vị xác minh, xuống nơi xác minh thì chúng ta mới tính ngày đó là ngày xác minh. Vậy thì để trả lời câu hỏi này thì chắc là cô Hà cũng đã nắm rất là chắc cái bộ luật dân sự rồi, đúng không ạ? Cô Hà có thể trao đổi với khán giả về quy định cái tính cái thời hạn theo bộ luật dân sự được không ạ?
Vâng, thưa cô Lương, là theo căn cứ theo quy định tại điều 144 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì chúng ta hiểu ạ, thời hạn nó là một cái khoảng thời gian được xác định từ cái thời điểm này cho đến cái thời điểm khác. Thế thì theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì tính thời hạn xác minh thì sẽ được tính kể từ thời điểm mà bắt đầu xác minh cho đến thời điểm kết thúc của xác minh đó. Và chúng ta sẽ được tính theo lịch dương lịch ạ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc là pháp luật có những cái quy định khác. Thế thì ví dụ như trong một cái quyết định xác minh ạ, thường ở trong điều 2 đúng không ạ? Thì ví dụ như là đoàn tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra xác minh nội dung tố cáo, thời gian tiến hành xác minh là bao nhiêu ngày đó. Thì kể từ ngày ký quyết định này thì chúng ta có thể hiểu được rằng là cái ngày đó sẽ được tính theo lịch dương lịch ạ. Vâng, rất là cảm ơn cái trao đổi của cô Hà. Như vậy là thực tế thì khán giả thấy rằng là đối với cái quyết định xác minh, một cách chính xác nhất là cái thời gian xác minh là được tính từ thời điểm này đến thời điểm khác theo như lịch dương lịch. Tuy nhiên là thực tế thì các cái quyết định ấy, bây giờ thực tế các đoàn, các tổ xác minh ghi rõ là ngày làm việc. Thì với cái việc ghi rõ như vậy thì chúng ta hiểu là tính từ thứ hai đến thứ sáu thì cũng không có sai, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ý ở đây tôi muốn nói và tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn khẳng định với khán giả là chúng ta hiểu đúng, đó là hiểu theo lịch dương lịch. Còn nếu như chúng ta tính theo ngày làm việc thì chúng ta phải ghi rõ ra. Thế còn cái cách thứ ba mà tôi vừa trao đổi với các anh, với chị, với khán giả đấy, thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi sử dụng và chúng ta cũng không nên sử dụng. Tại vì là không có cái chuyện gì là cứ ngày nào chúng ta xuống được chúng ta mới ghi ngày xác minh, thế còn các ngày khác thì sao? Thế nhưng mà cái cốt liệu, cái cốt lõi, cái chủ yếu là chúng ta phải hiểu và phải nắm chắc được như thế này. Dù xác minh bao nhiêu ngày thì chúng ta cũng phải quan tâm tới cái thời hạn giải quyết tố cáo, bình thường là 30 ngày. Còn nếu như đối với vụ việc phức tạp thì chúng ta có thể gia hạn thêm 30 ngày, đúng không ạ? Không quá 30 ngày. Và vụ đặc biệt phức tạp thì chúng ta cũng phải gia hạn 2 lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Và lưu ý là như thế này, là trước khi kết thúc thì chúng ta phải gia hạn trước 5 ngày, chứ không phải là đến lúc mà hết thời hạn rồi chúng ta mới gia hạn là không đúng. Thế thì nhân tiện vấn đề này thì tôi cũng muốn trao đổi với cô Hà, với khán giả là như vậy. Vẫn liên quan đến nội dung tố cáo ạ, thì chúng tôi có nhận được một câu hỏi như sau ạ. Tôi làm ở Sở Lao động Thương binh Xã hội, là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động. Tôi mới nhận được một đơn tố cáo do công dân chuyển đến. Đơn đề nghị nội dung tố cáo là lãnh đạo trường chuyên nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp. Nội dung tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh Xã hội quản lý. Như vậy thì thẩm quyền giải quyết tố cáo đơn này sẽ thuộc vào cơ quan nào ạ? Vâng, đối với câu này có lẽ là cũng rất là hay đấy ạ. Ở đây các khán giả đã nắm được và đã biết được rằng là như thế này, cô Hà, là trong cái tố cáo ấy, thì có tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực, đúng không ạ? Thế thì đối với câu hỏi này thì chúng ta lại phải áp dụng cả hai. Đó là thế này, là chúng ta căn cứ vào khoản 1 điều 12 và khoản 1 điều 41 của luật tố cáo năm 2018. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thì do cấp trên trực tiếp sẽ giải quyết. Thế còn đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức cá nhân mà nội dung liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm. Do vậy, đơn đề nội dung tố cáo lãnh đạo trường chuyên nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp, nội dung tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh Xã hội quản lý thì Sở Lao động Thương binh Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho ông Chủ tịch tỉnh thụ lý, xác minh và ông Chủ tịch tỉnh sẽ có kết luận và sẽ xử lý kết luận nội dung tố cáo. Nếu có việc xác minh, giải quyết tố cáo, phát hiện ra lãnh đạo trường chuyên nghiệp có hành vi phạm pháp luật thì tránh thanh tra hoặc là giám đốc sở sẽ có tham mưu, đó là lập biên bản xử lý hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Cảm ơn câu trả lời của cô Lương ạ. Những chia sẻ của cô Lương đã kết thúc buổi phát sóng ngày hôm nay ạ. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.